Trang kia buổi chiều nha, bữa nay là ngày 23 tháng 2 2021 chị nha. Cứ đúng 16 giờ 14 giờ chiều á là Tăng Nguyên của em sẽ lên công chiếu đồ dùng nhiệt của chị ra. Đồ dùng nhiệt thì gồm có là nồi niêu xoong chảo và áp suất. Và đặc biệt là bình giữ nhiệt, muỗng nỉ giá sạc ra thì cái thời gian muỗng nỉ giá sạc em chưa có sòn ra. Nên em chưa có like thì anh chị có thể theo dõi mỗi ngày để khi nào em có lên muỗng nỉ giá sạc thì sẽ lên nha, chỉ như cầu mua cái lợi cho em vài ngày nữa nha. Thì bữa nay chủ yếu là áp suất nồi và chảo ấm chị ra, nói chung là lên 4 món luôn. Đầu tiên sẽ lên gấp xuất phát. Con này 3 lít chị nha, 3 lít. 3 lít là bao đẹp luôn chị. Này là cách mở của con này rất là dễ nè. Bấm đây. Khóa đàng hoàng chị nha. Gần rất đẹp luôn chị nha. Gần còn rất đẹp luôn, xịn sò luôn. Con này 1.3 rất là rẻ luôn, 3 lít 1.3 chị nha, khá là rẻ. Là 3 lít chị nha. Con này đẹp trai mà có 3 chị 1.3 nha anh chị. Số 1 đầu tiên 1.3 nha. 1.3. Số 1 đầu tiên 1.3 3 lít chị nha, em đi 3.0. 3.0 là 3 lít chị nha. Dùng từ hết nha, hai đáy của Pháp nha chị, bao Pháp nha. Còn con này là của Nhật. Đây là 6 lít chị nha, 6 lít. Quá đẹp. Ồ, đẹp keng xà beng luôn chị ơi. Nhật cho anh chị, cái này của Nhật nha. Rất đẹp, 6 lít. Gòn thì nó hơi đen nha chị. Em bao đủ đồ của bao gòn nha chị nha. Em thường không có bao gòn. Chị có mấy con Pháp, chị mấy á. Con này là gòn thì nó bị đen nhưng vẫn còn mềm. Tiếp theo là số 2 chảo Pháp thì nha. Con này thì bao đủ đồ nè, đủ đồ là sao đó anh chị thấy là đủ được chơi nha. Nó là nhôm nguyên khối anh chị nha, này cái đúng không? Không dùng từ nhôm. Con này em không bao gòn, em bán cho là 800k nha, không bao gòn chị nha. Cái đó là tự xử luôn, hên xui luôn, 800k 6 lít nha, 6.0. Đây là số 2 chị nha, 800k. Em chỉ bao đủ đồ, không bao gòn chị nha. Tức là trường hợp những cái dòng nồi áp suất này đã qua sử dụng của Nhật hay là của Đức, của Mỹ, của Pháp gì thì nó cũng hên xui thôi chị nha, hên xui thôi. Mà cái vấn đề hên xui đó nó cũng tùy thuộc vào người dùng nữa. Em sẽ không có, em không có, em rất là ngại để mà bao gòn trên chị. Trừ cái trường hợp mà hàng mắc tiền, nếu như mà 1.2 triệu lên đó thì em sẽ cố gắng thử. Còn những dòng con này thì em rất mắc nè anh chị, con này bán mắc lắm nha, em bán khoảng 1.2 triệu nếu em bao gòn nha. Còn những con không bao gòn thì em bán có 800.000 thôi, anh chị có thể về hên xui đi và có thể là cũng rẻ tiền đó chị nha. Số 3 tiếp theo. Con này của Pháp nha, con này của Pháp nè. Hàng nó qua sử dụng rồi, cái rủi ro mà xì gòn rất là cao. Nên em có bảo đảm được chuyện đó, em sẽ bán cái giá không bao gòn cho chị để trải nghiệm nha. Chị bao đủ đồ cho chị thôi mà cũng đẹp trai nữa chứ không phải là xấu lên chị. Đây. Ừ, con này đẹp quá. Đúng ra là đẩy gì sai nè anh chị. Cái này là phải để hướng kia kìa. Nè, nó phải để gì nè anh chị. À, đúng chị hướng mới ra được. Đây. Hình như là chưa qua sử dụng luôn chị nha. Là khá là mới luôn chị. Của Pháp nha. Pháp luôn. Đây là con người rất trắng chị. Cái nấm thì xấu quá chị, nãy có nấm dư không? Nấm dư chị để đâu? Nấm này đi, xin được không? Không đúng rồi, cái này đúng rồi. Cái này là chắc là nó không có nấm, là nên rán này vô này. Cái này thì cũng được. Cái này không đúng đâu, không đúng đâu. Đây, cái này nó cũng đâu có vô nữa kìa. Cái này thì có thể bóp lại được. Để vô. Được. Ừ, cũng vậy nè, con không có cả miếng gì luôn. Bóp lại. Bóp tiếp vào. Đi đây. Lấy báo ra, lấy ra kìa, đạp té bây giờ. Nè, để giờ. Chả con này vô đi, con này hiểu nó như vậy đi. Cái này là bị... Nói chung ra là nó cũng... Nên là cái này nó không có cái cấu đâu. Cái mẫu này là
nó ốm nhỏ vậy nè. Rồi quắt mới quá. Rồi nấm nó bị lai. Nhưng vẫn sử dụng được chị nha. Đó. Đó không, nó mới chạy được đâu, nó chạy nổi đâu, con này mới xem nó nè, đúng nha. Con này Pháp rất mới chị nha, bán 800k nha, thì cái nấm nó vậy luôn anh chị, có sao bán vậy nha, có sao xài vậy nha. Em cũng sự lựa chọn nhiều chị nha. Sao lắp luôn. Con này mới như 99%, trừ cái này là bị lai nè, có thể là mắc nấm, mắc cái nấm này nhưng mà vẫn sử dụng được. Vẫn xay được chị nha, thì cái này anh chị xài có thể gửi rồi bỏ vô bổ ra, không có thì nó xì ra đây đáng mà. Cái này bằng đồng chị nha, cái này bằng đồng, cái này bằng rổ. Đấy đi, có đủ đồ thôi chị nha. Kiếm cái keo dán nè. Số 3 800k nha, 6 lít nha anh chị, 6 lít nha. Em không bao gom nha, chỉ bao như vậy đủ thôi nha, có sao xài vậy chị nha. Anh chị xài anh chị trải nghiệm nha, đi chứ giờ thì chị là không giải quyết được. Giá có mấy trăm ngàn thôi anh chị nha. Dạ, tiếp theo. Mấy con này sẽ không bao gom anh chị nha. Sao lít tiếp theo. Cái này ngâm thiên khói luôn. Chết mẹ vợ mày. Thiên trăm nó hay xấu luôn chị. Đầu xấu xí gì. Ngâm nguyên khói nha anh chị. 500k chị nha, 500k bao đủ đồ nha. Nhưng mà con này bị nước cũng lên nè. Nhưng mà con này thì nó cái gây lòng cái nguyên khói, nhưng mà ngoài nó còn rất là đẹp. 500k một cái lít, 6 lít cho anh chị. 500k theo cái giá đó nè, cũng đủ đồ. Ngoài đẹp quá à, 700 cái điện ấy. Trên đi hả? 500k cho cái số 4 chị nha, số 4. 6 lít nha, quẳng thay được hết chị nha. Nhà nó rẻ cái nồi nữa, nồi nhôm bán. Anh chị mua này như anh chị mua cái nồi đi, nhưng mà nó rất là chuẩn. Anh làm cái nồi nguyên khói, cái áp suất nguyên khói nha. Rất là đẹp. Con này thì nó trừ cái nấm cho đây thôi, chứ nó cũng có gì nghĩ chứ. Nó nãy gì em cũng biết đi. Đây, cái nồi nguyên khói này rất đẹp chị. Con này rất đẹp nha. Con này mắc không gì nha. Con này 1 triệu gì nha. 1 triệu. 1 triệu. 6 lít. Con này 6 lít luôn. 1 triệu nguyên khói nha. Cân nặng con này là 3 kg chị nha. Nguyên khói nha chị. Con còn rất đẹp. Nặng lắm hả, 3 kg. Cầm cho cầm. Con nói 1 triệu là không bao gom nha. Cái bao gom nó tới 1 triệu mấy lần. Em đi thử là tới 1 triệu rưỡi lần. Con để theo chị nha, 5 lít rưỡi nha, thường inox chỉ có 5 lít rưỡi lại thôi. Con này là gòn còn rất đẹp chị nha. Bên trong thì nó bị đủ màu thôi, nói chung là ngổ xuất vào dòng thì nó vẫn sáng. Hai đá gì nha, con này cũng nhập. Con này 900 chị nha, 900, 5 lít rưỡi 6 lít. Nói chung thường inox thì sao 5 lít rưỡi nha. Con này dùng từ nha. Cho nó cứng vậy. Chờ nó ok 900k 5 lít rưỡi đi nóc nha, dùng từ nha, dùng từ. Mấy cái kia là gà lông thảo hết sức rồi. Ừ, chứ em phải đâu đủ số đâu. Tiếp theo. Mở ra, mở ra ra. Mở cho em ơi, có không? Cái này gớt đâu. Cái này nãy là phải của nó đâu. Cái này ở đây ở đâu á, cái này không có. Không có đâu ơi, cái này bự lắm. Có, phải đi kiếm mới được. Mắc cái nấm nó bán nó được đâu, cái này có lên giá rồi mà, có kỳ vậy. Dẹp bây giờ lại bắt đi nấm ta. Đây là cái nồi khoảng 5 lít gì nha, rất đẹp nha, chị cắt bên trong. Hai đáy, China nha, China xứ Nhật nha. Rồi đem luôn đi.
Chị Na xuất dựng được nha. Ba nhật luôn là chữ nhật thôi nè. 4,5 nha, con là 4,5, chị Na xuất dựng chị nha. Con này rất đẹp luôn, mới tinh. Mẹ 800k chị nha, 4,5 nha, 800k bao. Con này mà em bao gòn bán 1 triệu luôn, em không bao gòn bán 800 nha chị nha. 4,5 nha, 800. Rất đẹp. 800. Chị bảy. Con này đẹp như mới chị nha, đây là xả hơi. Mà xả hơi, đây là đóng hơi. Đây là một loại 1,2 triệu 7 lít. Bây giờ 1,2 triệu 7 lít nha anh chị. Con này gòn rất là đặc chuẩn luôn, đây là gòn đó anh chị. Con này giống như chưa sử dụng nha anh chị nha. Cái con kia, con này để lại hả lên để kêu kiếm được cái đấm này để vô. Đây là gà anh chị nha. Con này 1,2 triệu chị nha, 7 lít. 7 lít chị nha, số 8. Nhôm nha anh chị, rất to. Hầm cái này ai hầm nhiều á, sử dụng gia đình đông á là ok. Lấy con thiếu núm đi anh. Cái núm đó là phải có mới được, là bán rồi mà. Có lên mã số rồi mà. Ây da, cái nồi này rất là nặng. Này không có đứt bây giờ. Con núm này đâu rồi? Này quá bự rồi trời. Nó bự quá nè, con này cả 5 lít rưỡi. Con này cũng là hụt. Con này cũng nhật anh chị nha. Con này không phải nhưng mà thương hiệu ông đầu bếp bông lúa chị nha. Nó được dùng tới 5 loại lửa nè. Điện từ, hồng ngoại, rồi bếp điện, bếp ga đủ chơi chị nha. Con này hiệu xin xò luôn. Con này còn rất đặc chuẩn chị. 900k nha, con này 900k. Con này là 5 lít rưỡi chị nha, 5 lít rưỡi. Số 9 luôn, 900k, số rất đẹp. 5 lít rưỡi chị nha, con này bao đẹp cho chị luôn. Giống của Nhật nhưng mà của Đức. Ê, cái này giống Đức mà là của Nhật. Tiếp theo một con nồi này khoảng 3 lít rưỡi, 3 lít rồi đó. Đẹp, đẹp lắm nha. Con này là được luôn, 3 lít rưỡi nha. 3 lít anh chị nha, con này rất đẹp. Con này miệng rộng nhưng mà chẹt nha. Con này làm chảo được luôn á. Nguyên khói dùng từ nha chị. Đây con này rất mới nè. Con này rất mới chị nha. Con này cái 3 lít cái mắt lắm. 800k chị nha. Mẫu cái này mắc lắm chị nha. 800k số 10 chị nha, 3 lít. 3 lít và 800k đó. Tại con này 3 lít là 3 lít đẹp. Cân nặng con này là 2,5 kg nha anh chị. Nguyên khói rất là. Dùng từ được luôn chị nha. Dùng từ được luôn. Con này thì khoảng 2,5 lít đến 3 lít nè. Con này khoảng 2,5 lít đến 3 lít nha. Con này cũng rất đẹp. Con này là 600k chị nha, 600k 3 lít nha anh chị, con này 3 lít 600k 3 lít chị nha, 3 lít. Con này còn rất đẹp nha anh chị, mới tanh luôn. Có một con 2,5 lít giờ bị mắc na, mắc nướng rồi. Lấy cái lấy một số mới ra chị Đinh, là Đinh đã sẵn mơ cho em với hai xử rồi mời quay chị em được đó. Cái nước đâu rồi? Ở già kê vô tủ ra tất cả dùng từ nha. Cái này nó hấp chẹt cái gì nha, nó hấp chẹt này, hấp dao dao cũ á. Đường kính con này là 26 gì nha, cao 7 nha, 26 cao 7. Con này cũng rất to nha. Ở dưới thì nó không đẹp bằng cái nồi nó không đẹp bằng cái hấp cho chị nha, cũng hơi mỏng nè. 400 chị nha, 400. Đây là 400.000 số 12 chị nha, 400.000 số 12. Hấp tiếp theo. Ây da, hấp được chưa? Con này thì nó đẹp lắm, nó mớp nè anh chị. Mà nó dày nha anh chị, con này vậy hay con nãy là mớp nhẹ chị nha. Nhưng mà con này rất là đẹp, mà về đây hấp cái nó này chị. Bánh bao hết sách luôn trời, hấp xôi được không ta. Này dễ cưng ghê chị.
Tiền đính con này là 25 chị nha. Cao chính giữa gì nha, 25 cao chính giữa. Con này mắc nha anh chị. Con này là 500 chị nha. 550 chứ là 550 nha, tại nó mắc quá. Giảm 500 thở ơi, chứ tại vì bị mớp á, chứ con đẹp. 500 chị nha, 500. Nè, em đi. Đó gì kỳ vậy? Nó đi 500 rồi đó. À, đến rồi. Bắt quạt lên cái thở ơi, muốn chết luôn. Một nồi tiếp theo chị nha, một cái nồi này cũng khá là đẹp. Nguyên khói nha, nguyên khói nha chị. Đường kính 24 chị nha. 24 cao 13 chị nha, 24 cao 13. Con này là 350. Cái gì? Quánh đâu quánh. Chị vậy? Cái quánh tiếp theo vậy nha. Cái quánh này cũng như khói. Nắp đi nắp nha. Bán không nắp. Đường kính 19 nha anh chị. Cao chính nha anh chị. 200. Số 15 200 chị nha, 200 số 15. Số 16 chị nha. Quánh này thì rất là dày khói nha chị, hai đáy nha. Con mớp nhẹ đây. Con này thì các em bán giá mớp là 200 chị nha, 200. Số 16 200 chị nha, đường kính chưa đo. Đo cái đường kính này, cái số 16, cái đường kính con này là 18 chị nha. Cao chính số 16 chị nha, số 16. 200. Mà cái đó là thuộc nguyên khói hay đáy nha chị. Quánh này rất dễ thương luôn. Nắp xanh, tay xanh luôn chị nha, rất đẹp nha. Cái nồi này của Pháp nha, quánh này của Pháp nha chị. Quánh này thuộc Pháp nha. Đường kính 19 anh chị. Cao 10 phân anh chị. Con này là 350 nha. Ba số 17 350 của Pháp chị nha, của Pháp. Một cái nồi gan nhôm gan chị nha. Chống dính nha, không dùng từ chị nha. Cái này thuộc gan anh chị nha, còn rất đẹp luôn, giống như mới chưa sử dụng như vậy. Giống như mới chưa sử dụng vậy nha. Con này rất đẹp, đường kính 25 nha anh chị. Cao 8 nha, chưa không dùng từ nha anh chị. Đặc tính là con nắp luôn. Con này là 400 chị nha, 400. 400. Tiếp theo. Quánh này rất đẹp, 200k số 3 19 nha. 200k số quánh này cũng rất đẹp, không được dày nha nhưng cũng rất đẹp. Đã qua sử dụng dùng từ nha, 19 con. Cao chín chị nha, con này 200. Tương đối con này đẹp trai sạch sẽ chị nha. 200k nắp nó xỉn. Đây là cái quánh này, 200k này. Nguyên khói chị nha, cái này thì cũng không nguyên khói đâu, nó cũng chung là nắp dễ. Con này cũng không dày không mỏng nha chị. 200 chị nha. Cái này cũng còn đẹp, 19 phân rưỡi nha. Cao 9 chị nha. 200 xem. Thêm một cái nồi chị nha. Em lựa chảo luôn. Lóc chảo được rồi đó. Hai nồi hả? Hai nồi này. Bên trong hả? Đây là một cái nồi chị nha. Con này cũng dễ thương. Đường kính là 21-22 phân chị nha. Cao 10 phân, nồi này cũng được cho chị nha. Con này 250. Mấy con nguyên khói thì nó mắc nhưng mà nó xài rất là chuẩn. Mấy con này thì nó trung bình thôi nhưng mà xài vẫn được thì nha. Thì cũng được. Nồi tiếp theo là nguyên khói nha chị. Con này 300 nguyên khói nha chị, đẹp lắm nha chị. Con này 300 nguyên khói rất là đẹp. Đường kính 21,5 nha. Cao 11 nha chị nha. 300. 22, 300. Bây giờ
nào kỳ lạ nè. Nào kỳ lạ này nè. 350 nha. Mình bán cái này 300k, trời con này đẹp lắm luôn á trời. Mắt nó mẫu rồi này, mắt lên chị nó càng lớn càng mắt. Đường kính con này lên tới 21 nha. Có thể lên tới bật chiều luôn á. Con này theo giá là 300k cho chị nha. 300k là lỗ vốn này nó cũng như khói chị nha, số 33. Mấy con này càng lớn càng mắc anh chị nha. Lớn hơn mắc. Tiếp theo. Cái nồi ướt cái nồi này rồi mà. Cái nồi này nguyên khói nha. Con này mới xài đã nha chị. Tay có bị cháy nha anh chị. Tay bị cháy nha. Nhưng mà thường cái nồi dày là tay bị cháy do nó đốt qua rồi cái nhiệt độ cao anh chị. Con này nguyên khói. Đường kính con này là 22 chị nha. Cao 13 chị nha, 22 cao 13. Con này bán 300 cho chị về tay cháy nha, nguyên khói chị nha, nguyên khói. 300. Rồi cái này. Cái này là 350 nguyên khói hai đáy chị nha. Con này thì tay chân không cháy nha, nguyên khói mà hai đáy chị nha. Nguyên khói mà hai đáy nha anh chị. Đường kính 25 chị nha. Cao 11 250 gì nha. Con này là 350. Khói hai đáy gì nha. Nguyên khói hai đáy rất là dày nè. Con này ký mấy anh chị? 42 nha. Đi hả? Tiếp theo cái đòi này là về lục gà đâu kê rất đẹp anh chị, dùng từ nha anh chị nha. Dùng từ con này rất đẹp. Đúng ba luôn. Không tỳ vết chị nha. Đường kính miệng nó là 23 chị nha. Cao là 22 nha anh chị, con này rất là đẹp. Chị nói con này càng bự đẹp, con này 400k chị nha. 400k. 26. Một cái nồi lẩu chị nha. Lẩu này là dùng từ chị nha, đường kính này cũng khá to. Đẹp lắm chị nha, lẩu này giống như cái Thái vậy mà cũng nhờ cho chị nha. Đường kính con này nó sẽ là 26 ha nha. Cao 8 thằng bữa ông bán con 24 mà còn cái 26 thằng bữa con này bự lắm chứ. Con này là 300 chị nha, 300 có 27. Thôi đẩy đi bữa này. Con bị xếp. Một con nhôm nguyên khối chị nha. Chính xác là cái này cái nắp của cái nồi cũng trang nha anh chị. Bây giờ cái nắp á thì có đây mà cái nồi thì đi gì đâu em không biết nha. Con này á xây tới 29cm anh chị. 29cm nha, bây giờ thành cái chảo rồi, cái chảo nhôm nha. Con này còn có nắp rất đẹp. Con này rất là nặng anh chị, nó nặng 2kg hơn nha mà mắc cái nắp 5,5 nha. Đường kính 29 phân anh chị nha. Cao 6 phân. Nói chung đây là giống như một cái nắp chảo, giờ thành cái chảo luôn nha. Thành mà lỗ được không từ nha, em bán 500k cho anh chị. 500k nha, anh share lại cái này luôn. 2 ký mấy 500k là không có đợi, cái đủ giống. Em xuống Thảo. Một con không tay nè anh chị. Con này chắc để trong lòng chậu, lòng lẩu, lòng để nước súp anh chị. Con này 200k cũng rẻ mà ế gì ta. Đường kính con này là 19 nha anh chị. Cao 18 nha anh chị. Con này 200k là bình thường, rẻ. 29 chị nha. 30 là cái ấm anh chị. Ấm này rất đẹp nha, ấm này khoảng 3 lít chị nha. Bên trong nó có lọc nè chị nha. Nắp á thì đại như một cái nồi thôi nha, không phải hết lại nha, nó như một cái nồi thôi nha. Con này là 300. Con nặng con này là 800g nha, cái ấm rất là dày. Số 30 chị nha, 30. Rất đẹp nha, con này cũng rất dày và rất đẹp luôn. Tiếp theo ấm kêu vậy nha. Ấm kêu thì rất dày nha anh chị. À, ấm kêu là hộp cứng nghe nè chị. Má ơi má, mở cái ghê. Bên trăm nè chị nha. Bên trăm nó là chùi nhiệt tình nè. Con này kêu chị, đây nắm, nắm rất là cứng luôn chị. Khi anh chị á, đảo nước anh chị khỏi cần lấy cái nắp ra, anh chị á, mở cái này lên. Rồi, này gãy cái chốt rồi. Đây cắm nó có 3 lít à, 2 lít mấy đâu lại à. Cắm nó có 2 lít.
Đây là cắm kêu nha, bây giờ nó muốn gãy luôn cái kêu nè, làm sao gãy cái kêu mà cũng còn đẩy được chị nha. Gãy anh chốt mà còn chốt còn sao được. Bán con này 250 cho anh chị chơi nha, 250 kêu chị nha. Con này rất là to, con này khoảng 3 lít đô lại chị nha, có chữ nhật ở đây luôn. Đây là số 31, 32 chị nha. Trời mẹ mày, cắm mình với cai nha, giống cái cai vậy á, quá thích, cái quá thích. Con này khoảng tầm 3 lít liền nha, 300k luôn, rất đẹp. Giá rất đẹp và con này cũng rất là đẹp. Đây là nắp như vậy thôi nha, không có khích tại giống nắp kia chị nha. Cắm này 300k dày nè, em giảm cho em gửi cho hơi cũ cũ nè, bà giảm em gửi cho chị nha. Cắm này dày lắm chị nha, cắm này khá là dày nè, cũng 2 lít rưỡi nó 3 lít nha, rất là đẹp luôn, nhưng mà bà giảm 250 cho chị. Không sáng là nắp kia thôi, chứ cũng khá là giá trị. 33 nha. Đây. Cơm nữa, một tấm nữa đó. Dẻo quá con mày. Đây là ấm này, ấm này thì nó bị cháy thì vẫn còn kêu gì nha, vẫn còn kêu chị nha. Em bán con này 150 cho chị nha, khoảng 2 lít đô lại chị nha. 150 khoảng 2 lít đô lại nha, vẫn còn kêu nhưng mà nó bị cháy nhẹ đây nha anh chị nha. Này cũng có duyên lắm chị. Số 34 150 cho anh chị. Trời ơi, lấy 15 cái chảo hả? Lên nữa thì ấm nó đi, mới có mấy cái ấm mà. Đây một ấm nha, một ấm kỳ lạ sao có 150 gì. Ấm này cầu 200.000 á, bự lắm mà, sao 150 ai đồn người ta. Cái chín giấy vô ấm này 200k chị nha. Rồi ấm này mấy cái ký lô 250 luôn, 200k chị nha. Ấm này 3 lít đổ lại chị nha, con này rất là kỳ lạ. Nó không kêu nên mà có lọc ở trong, trong rất là mới nên chị. À, coi đi. Số 35 nha anh chị, 200k nha, giá giấy rất là mềm mại. Hay được rồi, qua chảo đi về, ở trong mấy số nha. Cái chảo Pháp chị nha, 200k nha anh chị. Con này rất là dễ thương, có duyên, qua sử dụng rồi, còn rất đẹp. Thằng em cũng đã từ tiễn sơ rồi, nó có bóp nhẹ đây nha. 27 phân, cao 6-200k chị nha, chảo Pháp chị nha. Nó chỉ là không xấu xí, nó tàn tạ thôi, chứ nó cũng đến nỗi tệ lên chị nha. Ổn định lắm, còn có từ nữa kìa, con không có chùi gì, bụi vô. Có từ gì nha, nhôm ngoài rất đẹp, có trắng từ luôn. Con này là cũng rất đẹp, 200k tiếp theo anh chị nha. Đường kính 27, cao 6 200k tiếp theo anh chị nha. 200k tiếp theo chị nha. Có từ Pháp hay không từ này, con Pháp đẹp nè, con Pháp đẹp nè. 27 phần này cao 6 nè, 250 đi ra. 27 căn, 27 phần cao 6 nè, 250 đi ra. Số 38 tiếp theo, con chả này 250 này của Pháp tiếp theo nha, không tay gì nha. Con này thì chảo chiên ngập dầu không tay của Pháp, đường kính con này là 27 phân, cao 8 chị nha. Con này 250 luôn, cái bằng kính đẹp lắm nha, con này đẹp nè. Tiếp theo con này thì 150 gì nha, con này thì nó bị sức nhẹ đây nè. À, nhưng mà con này cọc cũng còn rất là chuẩn, đường kính mấy con này là 26 gì nha, cao 5. 150. 150 đi nha, 150. Chảo ba ngăn chị nha, chảo ba ngăn dùng từ nha, lâu quá không gặp chảo ba ngăn. Chảo ba ngăn dùng từ, đường kính 27 phân nha chị nha. Cao 5 chị nha, chảo ba ngăn dùng từ, con này 250. 250. 41. 42 nha anh chị. Con này không từ mà rất đẹp nha, sau lòng anh chị nha. Con này là chiên cơm xào kho cũng được luôn chị. 250 chiếc xe chị nha. 29 nha chị. Cao 8 chị nha, 250. Tiếp theo, một con chảo có từ nha, nó đỏ nhẹ nhưng con này rất là chuẩn. Có từ nha, nó đỏ đỏ vậy thôi, này còn cắt bóng nha chị nha. Có chảo nó có thể góp dầu được chị nha, không góp dầu được, được kính 26 chị nha. Cao 8 chị nha, 250 luôn. Số 3. Tiếp theo chảo có từ nha, có bị xước nè chị, coi xước rất mà dọc chảo đá nha, nó bị xước nè. Nhưng mà em nói thiệt chị là xài cũng còn chuẩn lắm, chưa đến nổi đâu. Xài cũng đạt lắm nha, tuy là nó xước nè, nhưng rồi vẫn còn bóng. Đường kính 27 nha.
200k sáng nha. Con này 200k. Khá là dày anh chị nha. Sản lực với rất là dày. Nó mỏng nhưng mà cũng chuẩn lắm. Mà con dày nó là chuẩn hơn. Một con không từ nha. Ở ngoài rất vàng đẹp nè. Ở trong mình có xước anh chị. Nhưng mà nó vẫn còn bóng lắm chị nha. Rồi rất là mịn. Dễ chiều đó chị nha. Anh chị thấy trẻ nhiều dần chỗ nhật anh chị nha. Mình tính con này là 29 nha. Cao tới 9 phân nha. Con này lên tới 300k anh chị nha. Cũng là nó mà nó dòng chậu lá, chậu gan thì những con này rồi có từ nè. Rồi con chả này đẹp nè. Chả này lấy ổng rồi trời. Con này đẹp lắm chứ đồ giỡn mà. Con này rồi nó chứ nó nhám nhám vậy anh chị, nhưng mà con này còn rất là chuẩn anh chị. Chuẩn mà dày lắm chị ơi, con này nặng tới ký mơ ký hơ rồi nha. Đường kính 28 chị nha. Cao 6 chị nha. Con này bán 250 chị, rất là nặng dày anh chị nha. Nó nhám nhám vậy đó. 28 vậy chứ nó còn đẹp. Rồi tiếp theo. Con này thì nó hơi xấu quá à. Cho nước xài luôn. Con này Pháp nè. Con này Pháp nha chị nha. Con này còn rất đẹp, nó bị xước nhiều hơn nè. Chỗ này nhá mình nó xước mà chỗ này nhá cho bóng nha, cũng còn đẹp lắm nha, rất dài nha. Cân nặng con này lên tới 1kg nha, 250 nha, đường kính 329 nha. Con nằm 250 số 47 nha anh chị, Pháp nha anh chị. Một con Nhật có từ nha. Con này có giá sẵn 250 rất là dày nha. Con này 250 luôn chị nha. Đường kính con này là 29 nha. Cao 7 250 nha. Con này còn rất là đẹp. Con này ai mua xài là ghiền luôn. Rồi số 50 đã 49 nó mất tiêu rồi. Tiếp theo số 49 anh chị không từ chị nha. Không từ. Con này bán cho anh chị là 150 kia. 150 rất đẹp, đường kính 27 28 nha. Qua 50 150. Con này to nè, giá 150 phải được. Của em vậy là chuẩn lắm anh chị. Đây là con 200 nha, bán 150 này luôn. 150 được rồi. Con này 150 chị nha. Đường kính 26 anh chị. Cao 5 nha, 150 cuối cùng luôn. Rồi em xin gặp chị về ngày mai nha. Lúc 16-14 giờ chiều ở nhà Trăng Nguyễn TV của em. À, phát đúng 14 giờ chiều chị nha. Bye bye.